Về việc phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Vụ án xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang, trú tại Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhờ Nguyễn Xuân Đường đòi giúp số tiền đã đưa cho bà Đinh Thị Lý, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để nhờ bà Lý xin việc cho người thân. Bà Lý cho là không liên quan đến Nguyễn Xuân Đường nên đã đưa vụ việc ra cho công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để được giải quyết. Trong lúc ngồi chờ giải quyết tại phòng tiếp dân của công an phường Trần Lãm, bà và con trai là anh Mai Thế Duy đã bị Nguyễn Xuân Đường đánh gây thương tích. Trên cơ sở xác minh, thấy có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật. Trong thời gian điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình chưa xác định được bị can. Do hết thời hạn điều tra, vào ngày 5 tháng 7 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên. Gần đây, trong quá trình điều tra mở rộng các hành vi phạm tội của Đường Dương và đồng phạm, trên cơ sở và các tình tiết, những chứng cứ mới thu thập và thông tin do bà Lý cung cấp thêm, vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên. Ngày 21 tháng 4 năm 2020 đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Đối với vụ án này, Ban chỉ đạo 1593 của tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu bao che hay cố ý làm sai lệch kết quả điều tra, cần xử lý kịp thời và nghiêm minh. Về việc thông tin thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm, trong những năm qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đã đem lại cho ngân sách của nhà nước nguồn lực đáng kể, nhất là hoàn thiện những tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Nhìn chung, Hoạt động này được diễn ra đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, minh bạch, có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, tại một số địa bàn, một số dự án cụ thể, dư luận và người dân đã có phản ứng về những hoạt động có dấu hiệu khống chế, thao túng thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu. Trước tình hình đó, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu giám đốc sở tư pháp, giám đốc công an tỉnh và một số sở ngành có liên quan Báo cáo giải trình tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ quý 3 năm 2019, kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân tỉnh, khóa 16 và các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh về những vụ việc nêu trên. Trên cơ sở đó, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chấn chỉnh như ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành kết luận về việc chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày gần đây, dư luận đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến các hành vi có dấu hiệu thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm. Qua xác minh và mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can. Lệnh và các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Bao gồm: 1. Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. 2. Vũ Gia Thành, sinh năm 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp của tỉnh Thái Bình. 3. Trịnh Thị Minh Thúy, sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là trưởng phòng quản lý phát triển quỹ đất, trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình. 4. Hà Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là nhân viên văn phòng quản lý phát triển quỹ đất, trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, điều 356 Bộ luật hình sự. Vì có sai phạm tại cuộc đấu giá một lô đất thuộc phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, việc khởi tố vụ án và các bị can cá nêu trên thể hiện quan điểm nhất quán của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục tập trung điều tra làm rõ các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo 1593 của tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đặc biệt là đối với các cán bộ có liên quan, không bao che, bỏ lọt, bỏ sót tội phạm và người phạm tội, không làm oan sai cho người vô tội và tuyệt đối không có vùng cấm. Về hành vi cưỡng đoạt tài sản, núp bóng dưới hình thức hoạt động của Hiệp hội Tăng lễ Thái Bình. Theo thông tin phản ánh và tài liệu thu thập cho thấy, từ tháng 12 năm 2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, không chế, Nguyễn Xuân Đường và các đồng bọn đã buộc công ty Thành Phát là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long tỉnh Nam Định phải ngừng hoạt động tại Thái Bình. Tiếp đó, Nguyễn Xuân Đường cùng Ninh Đức Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là chủ tịch của cái gọi là Hiệp hội tang lễ đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước nhưng không xin phép chính quyền công nhận. Đường đã đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng được gọi là hội phí và quỹ từ thiện nhưng toàn bộ số tiền đó là đường thu và toàn quyền quyết định bằng các hành vi như đe dọa, cưỡng ép. Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận các quy định này của mình do lo sợ bị trả thù. Các công ty này không dám tố cáo lên các cơ quan chức năng về hành vi của Nguyễn Xuân Đường. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Ninh Đức Lợi để điều tra. Về tố giác của ông Nguyễn Văn Lẫm là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, địa chỉ tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, cùng vợ là bà Phạm Thị Quyết và anh Hà là con trai của ông Lẫm bà Quyết, đối với Nguyễn Xuân Đường có hành vi chiếm đoạt tài sản, đập phá tài sản của công ty Lâm Quyết ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, hiện đang được công an tỉnh chỉ đạo xem xét lại hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra xử lý, khi có kết quả rõ ràng, đủ căn cứ pháp lý thì các cơ quan chức năng kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí. Trong quá trình điều tra, xác minh các ngành chức năng cần phát động phong trào để cơ quan, tổ chức, quần chúng nhân dân, người bị hại tố giác, tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm. Đồng thời có kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an toàn cho người phát hiện, tố giác tội phạm.